Rất vui được gặp lại mọi người chúng ta trên kênh YouTube Nhà Đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp và Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, như là website nhadathuyhung.com. Buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một căn biệt thự mini nằm trên trục đường Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà chúng ta có diện tích rất khủng nha mọi người, với diện tích là ngang đầu là 6m và đuôi là 7m, dài 14m. Một căn nhà nở hậu rất đẹp luôn. Và nhà chúng ta được đúc một trệt 3 lầu, với công năng sử dụng là sân đậu xe máy, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Hướng nhà chúng ta là hướng Tây Bắc và căn nhà chúng ta nằm trong một con hẻm. Cách mặt tiền đường chính đường Lê Văn Thọ khoảng chừng 50m thôi. Hẻm ta là hẻm một trục, hẻm 8m, hẻm một trục nha mọi người. Và căn nhà chúng ta nằm rất là gần với công viên làng hoa cũng như là chợ và nhà thờ Hạnh Ông Tây, di chuyển đi lại rất là thuận tiện. Và căn nhà chúng ta là căn nhà chính chủ xây ở nên là rất chắc chắn và kiên cố nha mọi người. Và chúng ta để ý thấy ở đây cái mặt tiền của chúng ta này thiết kế theo cách biệt thự mini với diện tích cực khủng như thế này, thì đây là một căn nhà giá rất là mềm và diện tích rất là bự, phù hợp cho những ai yêu thích những căn nhà diện tích lớn và nở hậu thì chúng ta nên tham quan và chọn lựa căn nhà này đi. Một căn nhà quá đẹp luôn nha mọi người. Ngang đầu là 6m, hơn 6m và đuôi là 7m và dài tới 14m, một diện tích công nhận đầy đủ luôn. Và căn nhà chúng ta nằm rất là gần với công viên làng hoa. Phía ngoài này thì chúng ta sẽ có cổng sắt phía ngoài này. Và bên trong thì chúng ta sẽ có khoảng sân đậu xe máy. Và di chuyển trong đây chúng ta có lớp cửa chính được làm bằng chất liệu là gỗ căm xe, cửa gỗ căm xe nha mọi người. Và bước vào trong đây nữa thì chúng ta sẽ có khu vực gara xe hơi và phòng khách. Thì khu vực này chúng ta để ý thấy nè, ở đây sử dụng gạch bóng kính 80 nha mọi người. Và khu vực này thì chúng ta có thể vừa làm phòng khách vừa làm gara xe hơi. Và căn nhà chúng ta được nở hậu cực đẹp, một căn nhà nở hậu nha mọi người. Đầu là hơn 6m và đuôi là 7m, một nở hậu ra tới 1m và dài 14m. Với vị trí cực đẹp và một căn nhà diện tích khổng như thế này thì đây đang được xem là một trong những căn biệt thự mini giá mềm nằm trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và hướng nhà chúng ta là hướng Tây Bắc nha, phù hợp với những ai phong thủy là Tây Tứ Trạch. Đây thì mình đang đứng ở khu vực phòng khách nha. Cầu thang này chúng ta để ý thấy này, cầu thang nằm ở giữa nhà với một cái thiết kế đơn giản, có tay vịn cam xe, mặt đá hoa cương, kính cường lực 10 ly. Và phía sau đây thì chúng ta có khu vực giếng trời và những khu vực trang trí này. Chúng ta có một cái giếng trời rất là bự nằm phía sau này. Và ngay đây thì chúng ta có một tủ bếp, khu vực phòng bếp. Cái khu vực không gian phòng bếp của chúng ta được thiết kế và bố trí quá rộng. Với một cái bếp rộng như thế này thì chúng ta rất là dễ dàng trong việc sinh hoạt cũng như là ăn uống. Ở đây thì chúng ta có một giếng trời bên hông nhà lấy sáng và lấy gió cho toàn bộ căn nhà của gia đình mình. Đây là căn nhà chính chủ xây ở nha mọi người. Thì những ai có nhu cầu quan tâm đến những căn nhà chính chủ xây ở và giá cả hợp lý thì hãy liên hệ trực tiếp bên Nhà Đất Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Rồi mình di chuyển lên khu vực lầu trên để tham quan khu vực không gian phòng ngủ căn nhà này nhé. Ngang 6m, dài 14m và nở hậu đều ra phía sau 7m. Đây là một căn nhà rất mềm, giá bán chỉ có 7 tỷ 480 triệu đồng thôi. Chúng ta sở hữu ngay một căn nhà nằm trên trục đường Lê Văn Thọ, rất là gần với khu vực công viên làng hoa, chợ và nhà thờ Hạnh Ông Tây. Rồi mình đang tham quan khu vực phòng ngủ số 1 này. Thì cái phòng ngủ chúng ta này, đây chúng ta cửa sổ ra giếng trời. Và phòng ngủ chúng ta là sàn gỗ nha mọi người. Sàn gỗ. Ở đây chúng ta có tủ áo âm tường này. Cái tủ áo âm tường chúng ta rất là rộng. Và đây chúng ta có phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh của chúng ta thì có bồn cầu, lavabo, có bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen, vòi tắm massage nước. Phòng ngủ chúng ta rất rộng nha. Mỗi lầu thì chúng ta sẽ có 2 phòng ngủ. Khu này là một khu an ninh, yên tĩnh, nằm trên trục đường Lê Văn Thọ.
phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hẻm xe hơi 8m một trục cách mặt tiền đường Lê Văn Thọ khoảng chừng 50m thôi. Phía trước này thì chúng ta có ban công. Phòng ngủ này thì chúng ta cũng có tủ áo ấn tường nha mọi người. Phòng ngủ số 2, phòng vệ sinh trong của chúng ta. Đây, phòng vệ sinh chúng ta rất rộng, một bên là cực bồn cầu lavabo, một bên là bồn tắm đứng. Tất cả phòng ngủ chúng ta đều đã được đi ống máy lạnh sẵn rồi. Vừa chúng ta có thể vừa ở vừa làm phòng công ty, và chúng ta thấy gắn máy lạnh vào chúng ta có thể ở thôi. Mình sẽ leo lên lầu 2 tham quan khu vực phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4. Thì trên đây thì chúng ta cũng có phòng ngủ số 3, phòng ngủ số 4 này. Nó cũng tương đối như vậy thôi. Với tủ âm tường, tủ kệ tivi và vệ sinh trong. Mình nhắc lại là giá bán căn nhà này là 7 tỷ 480 triệu đồng, còn thương lượng mạnh với anh chủ nhà. Một căn nhà chính chủ nha mọi người. Do kẹt tiền nên anh ấy cần bán để giải quyết công việc gia đình. Thì chúng ta đi xem sẽ được gặp trực tiếp với anh ấy và thương lượng với một giá rất là mềm, rất là ưu đãi thôi. Với một căn nhà diện tích bự như thế này, ngang 6m, độ dài lên tới 14m và nở hậu 7m. Nở hậu đều luôn nha mọi người. Rất là phù hợp cho chúng ta có thể mua ở. Và vị trí thì cực kỳ đắc địa, nằm kế bên công viên làng hoa cũng như là chợ và nhà thờ Hạnh Hưng Tây. Di chuyển đi lại rất là thuận tiện. Chúng ta có thể đi về trung tâm thành phố khoảng chừng 15-20 phút và qua sân bay thì khoảng chừng 5-10 phút thôi nha mọi người. Nhà này thì chúng ta có thể đậu xe hơi trong nhà luôn. Độ chắc chắn và kiên cố căn nhà này là tuyệt vời. Căn nhà còn mới. Mình đang di chuyển lên khu vực phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Ở trên này thì chúng ta sẽ có khu vực phòng thờ, phòng giặt này, sân thượng sau này. Đây sân thượng sau nha mọi người. Chúng ta được lợp mái rất là kỹ rồi. Và ngoài này chúng ta có phòng thờ và sân thượng trước. Với một căn nhà diện tích ngang 7 dài 14 như thế này thì đây đang là một trong những căn nhà mềm, giá mềm. Vừa chúng ta vừa làm phòng công ty. Và mình nhắc lại giá bán chỉ có 7 tỷ 480 triệu đồng thôi. Rồi nhà đất Huy Hùng xin chào và hẹn lại quý hàng ở những video tiếp theo nha.